Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục đóng cái kiện hàng gửi cho khách là một chị ở Trà Vinh. Đơn hàng của chị là gồm 7 cây, 2 cây bông trang màu trắng, 1 gốc, 2 cây màu tím sen, 2 cây màu hồng phấn và 1 cây màu vàng thường. Tất cả đều là 1 gốc. Đây, kiếm tiền chưa? Rồi, con ghi tiền rồi. Rồi. Rồi phải không? Phải ba cây kia hả? Đúng rồi. Ba cây kia nãy chưa để vô, con để vô rồi. Rồi nó không lên chở không chờ. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Kính chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.